Ok, đầu tiên xin chào tất cả các anh em câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay lại lên clip cho anh em một clip về phụ kiện lua nha mọi người. Thì đây là những con mồi nhít thép nè. Đó. Lưỡi mồi mềm. Phần trên cùng trên đây nó sẽ là những cái cục mà trợ nén cho anh em nè. Đó. Giống cái mã này mã 88 nè, 45k mấy cục trợ nén. Trợ cho anh em ném mồi nè, đó. Thì cục này hình như là nó có chỉ có 1.8 gram thôi. Đó. Trên đây rất là nhiều để cho anh em lựa. Rồi, để sắp vô cụ thể từng món cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc clip sắp lên á thì anh em cứ gửi gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Để gửi cho mọi người mã số 1. Thì mã số 1 gửi liên tiếp gửi cho mọi người là một hai bịch mồi của gamma cao su mà lử dít hết nha mọi người. Đây thì một bịch này nó sẽ có 1 2 3 4 5 5 cái nha mọi người, 5 cái lử. Và cái này nó sẽ nặng là 0.9 gram và sẽ lử đó mọi người. Đó, cho con tôm nè, đó. Với giá công khai một túi này sẽ là 50.000 nha mọi người, 50.000 một túi. Mã số 1 được 2 túi nha. Nói chung thì cái những mã này là shop mua lô từ Nhật về nên nó không có số lượng nhiều đâu. Giống như mã số 1 nè. 0.9 gram thì nó chỉ được có 2 túi này thôi, đó. Rồi, mã số 1 50k một túi nhé. Được 2 túi. Giá shop báo là chưa bao gồm phí ship nha người, phí ship một đơn hàng sẽ là 30 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 2. Thì mã số 2 lên cho mọi người vẫn là một lưỡi nhít hết. Thì lưỡi này nó nặng là 1.8 gram nha mọi người. Đó, nặng là 1.8 gram. Cái này xe lửa bự nè, đó. Ở đây xe lửa nhỏ. Rồi, một túi này nó cũng giá vẫn là 50k một túi nhé. Mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 vẫn là lượng dít hết mọi người nhé. Thì một túi này nó sẽ được là 1 2 3 4 5 5 cái. Và cái này nó sẽ nặng là không là 2.6 gram nha mọi người, nặng 2.6 gram. Lưỡi của Gamakatsu, hàng nội địa Nhật. Đây. Xe lưỡi sâu ngón tay nè, đó. Rồi, giá công khai mã số 3, giá vẫn là 50k. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 vẫn là lưỡi Gamakatsu, vẫn là lưỡi dít thép. Mà cái này lưỡi hơi lưỡi ngắn nè, đó. Thì cái này nó nặng là 1.8 gram nha mọi người, nặng 1.8 gram. Bịch này sẽ có là 1 2 4 5 5 cái. Đây, để xì tài vô. Rồi, giá vẫn vậy người, giá mã số 4 50k. Đó. 50k cho mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 vẫn là lưỡi nhít hết. Đó, vẫn là lưỡi của Gamakatsu. Và bịch này được có 1 2 3 4 4 4 cái nha mọi người, được 4 cái. Xe lưỡi nó đây. Đó. Rồi, lưỡi này nó nặng là 1.8 gram nha mọi người. Rồi, giá công khai sẽ là 50k, 50k một cái, mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 lên tiếp mọi người là lưỡi dít hết. Thì lưỡi này vẫn được là 4 cái luôn nha mọi người, 1 2 3 4 nè, đó. Và phân lưỡi của nó đây. Để nó tự vào cho anh em đo. Thì anh em cần thì bảo mình chụp hình và đo lại cận cảnh tích xây lửng cho mọi người nhé. Rồi, mã số 6 giá là 60k nha mọi người, 60k lửng Gamakatsu. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì vẫn là lửng Gamakatsu. Đó. Bịch này nó nặng là 5.2 gram nha mọi người, nặng 5.2 gram. Có bịch này thì men Nhật ảnh nhập đôi là thành hai bịch nè, đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 là 8 bịch nè. Thường là một bịch này nó chỉ có 4 cái thôi. Đây. À, bịch này nhập đôi là thành nhập đôi là thành một cái nè. Là bịch này nó ra là 120k nha mọi người, 120.000 một bịch. Rồi, mã số 7 thì nếu lấy lẻ thế này, bịch này sẽ là 60k, à, 60k một bịch. Nặng 5.2 gram nha mọi người, nặng 5.2 gram, vẫn là lượng dít hết của Gamakatsu. À. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 lên cho người là một lượng dít hết, vẫn là của Gamakatsu. Đó.
Thì cái này cục chì của nó họ làm dẹp nè, nó giảm lực cản nước đó, tạo vắc xin. Cái này thì nguyên sim, còn tem luôn nè đó. Rồi giá công khai mã số 8, giá 65k nhé. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mã số 8 này thì nó sẽ nặng là 10g nha mọi người. Mã số 9 này nó sẽ nặng là 12g và lưỡng của họ vẫn làm lưỡng dẹp nè. Cục chì chứ, chì vẫn là chì dẹp. Lưỡng thì vẫn còn niêm phong á, túi vẫn còn niêm phong. Đó. Rồi, giá một túi này giá là 65k nha người, mã số 9 65k. Tiếp theo qua đây. Đây là mã số 10. Mã số 10 lên cho mọi người là vẫn là một lưỡng dít hết. Thì một bịch này nó sẽ có 5 cái nha mọi người, 5 cái lưỡng và nó sẽ nặng là 1.35 oz thì nó sẽ là, để đo xem. Cái này nó sẽ nặng là 0.8g nha mọi người. Đó, 0.8 0.9g. Đó. Đây, xe lưỡng ở đây. Đó. Rồi, giá công khai một túi này giá là 45k nhé. Mã số 10. Tiếp theo mã số 11. Thì 11 lên cho người vẫn là lượng dít hết. Thì mã 11 này mình được 2 túi. Đó. Đây. 1 2 3 4. 1 2 3 4, 4 lượng nha mọi người. Một túi này sẽ có 4 lượng. Đây, xe lượng của nó đây. Thì lượng này nó sẽ nặng là 1.8g. 16 chia 1.8g nha mọi người, nặng 1.8g. Rồi, giá công khai một túi giá bán là 45k nha, 45k. Tiếp theo mã số mã 1 45k, mã số 4 12. 12 thì vẫn là lưỡng dít hết, lưỡng này được có 1 2 3 4 5 5 cái. Thì lưỡng này nó sẽ nặng là 3.5g nha mọi người. Đó, nặng 3.5g. Đây. Đó. Rồi, giá một túi này giá sẽ là 45k, mã số 12. Tiếp theo mã số 12 13. Mã 13 thì mình sẽ được là 4 túi nha, 3 túi nha mọi người, được 3 túi. Lưỡng này nó sẽ nặng là 0.9g. Đó. Đây, 1 2 3 4 5 cái nha. Đây, xe lượng ở đây. Đó. Thì mã 13 giá công khai một bịch sẽ là 45k nha mọi người. Có bịch này nó chỉ có 3 cái thôi, giá là 25k. Đó. Giảm giá cho người liền. Đây. Hai bịch này sẽ số 3 nè, lượng. Cái bịch này có xe số 2 thôi. Đó. Con số lượng ở đây. Đó. Rồi, một bịch 45k, mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 lên cho người vẫn là lượng dít hết. Bịch này có 1 2 3 4 4 cái. Đó. Lưỡng này nó sẽ nặng là 1.4g nha mọi người, nặng 1.4g. Giá công khai mã số 14 giá bán là 45k. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 thì nó vẫn nặng là 1.4g. Bịch này sẽ có 1 2 3 4 5 5 cái nha mọi người. Giá bán vậy mọi người, giá bán là 45k. Đây, xe lượng của nó đây. Đó. Máy này về cho anh em câu lua mồi giả, câu chẽm, câu nhồng, câu hồng, mú gì đó, thả ra luôn. Đó. Một bịch 45k nha mọi người, mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 vẫn là lượng dít hết. Đó. 1 2 3 4 5, 5 cái. Cái này nặng là 1.8g, giá bán là 45k. Đó. Theo lên đây. Lên đây tiếp theo lượng dít hết. Tiếp theo mã số 17. Mã 17 cũng là lượng dít hết. Lưỡng này nó có, túi này nó chỉ có 3 lưỡng thôi nha mọi người, 3 lưỡng. Nhưng mà cái này nó làm rất là hay luôn, nó làm có cái thanh ở dưới nè để giữ mồi lại nha mọi người. Đây. Đó. Như hình đây. Nó giữ mồi mềm lại cho nó chặt hơn. Đó. Thì một bịch này nó nặng là 0.6g mọi người, nặng 0.6g. Một cục, một lưỡng này nặng 0.6g. Đó, dít hết. Cái này của Nhật sản xuất luôn, Mercedes-Benz.
Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 55k nhé. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 thì nó nặng là 0.9 gram nhé. Giá vẫn vậy người, giá là 55k mã số 18. Vẫn có cái chỗ để giữ mồi cho anh em lại nè, đó. Tiếp theo mã số 19. 19 thì cái này nó sẽ nặng là 1.3 gram nha mọi người, nặng 1.3 gram. Giá vẫn là 55k nhé. Đây, xe lượng của nó đây. Đó. Điểm giữ mồi lại cho anh em. Tiếp theo mã số 20. Thì 20 giá là 45k. Được có là 1 2 3 4 5 5 cái. Lưỡng này nó sẽ nặng là 0.6 gram. Đó. Vẫn là Mercedes-Benz hàng của Nhật. Rồi, giá mã số 20 giá là 45k. Tiếp theo mã số 21. Thì 21 được 1 2 3 4 5 5 cái. Và cái xanh xanh này nó sẽ dạ quang buổi tối đúng không? Nó phát quang buổi tối. Đó. Lửng này nó sẽ nặng là 0.2 gram cho anh em đưa suối. Đó, đưa suối là chuẩn bài. Đây. Cầu cá hanh, cá cháp. Đó, cầu cá cháp rất là ngon. Rồi, giá một túi này nó sẽ nặng, giá một túi này sẽ là 45k nhé, mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 thì mình sẽ bán hai túi nhé. 22 lên cho mọi người là một lữ dít hết. Và lữ này nó sẽ có một cái thanh chống vướng cho mọi người nè, thế này. Đó. Tại sao là bán hai túi? Vì cái bịch này nó chỉ còn có hai lữ thôi. Đây, có thanh chống vướng nè, đó. Đây. Lữ này anh em quỳ lô lóc cũng được, đánh giá thiệt cũng ok nè, đó. Thì một bịch này thì một cái nặng là 1.8 gram, một cái nặng là 1.9 gram. Đó. Giá công khai hai túi này, giá sẽ là 80k em người, 80k cho hai túi, mã số 22. Có thành chống bướng cho mọi người. Đó. Tiếp theo mã số 23. 23 lên cho người vẫn là lữ dít hết. Lữ này nặng là 1.25 gram. Và chì của nó là dạng chì dẹp thế này. Đó. Được 5 cái nhé, 1 2 3 4 5. Xe lượng nhỏ. Rồi, giá công khai một túi, giá là 45k nhé, mã số 23. Tiếp theo mã số 24. 24 vẫn là lượng dít hết, nặng là 1.4 gram. Đây, nó đây. Đó. Rồi, giá công khai một túi mã số 24, giá là 45k luôn. Tiếp theo mã số 25. Thì 25 lên cho mọi người một lượng dít hết. Lượng này nó nặng là 1.8 gram nhé, nặng 1.8 gram. Và lượng này nó có thanh chống vướng. Đây, thanh chống vướng của nó đây. Thì đây, thanh đen đen này nha mọi người. Đó, thanh chống vướng. Đây, có lỗ trên đây để cho anh em ghim vô nè, đó. Rồi, bịch này nó sẽ có 1 2 3 4 4 cái. Rồi, giá công khai mình bán sẽ là 55k nha mọi người. 55k mã số 25. Tiếp theo mã số 26. 26 là hay 26 là một mã này của hãng Sixson nè, đấy, Sixson ở địa Nhật. Thì một túi nó sẽ nặng là 1/4 oz là 7 gram. Một túi nó sẽ nặng là 8 oz sẽ là 28 3.5 gram. Đó. Dít hết. Thì một túi này sẽ có là 1 2 3 4 5 6 cái, 6 cái lưỡng nha mọi người. Đó, có chì, có lưỡi này nguyên zin chưa tháo ra luôn. Đó. Ở đây. Thì giá công khai một túi này mã số 26, giá là 45k nhé. 45k một túi. Thì anh em cần thì báo số gram cho mình nha. Cái này chỉ về được hai túi thôi, một cái 7 gram, một cái 3.5 gram. Mã số 26 45k. Tiếp theo mã số 27. 27 thì lưỡng vẫn là lưỡng dít hết. Lưỡng là 3.5 gram. Một túi này sẽ được 1 2 3 4 4 cái. Lưỡng này dạng lưỡng dẹp nè mọi người. Đó, chì này dạng chì dẹp nhé. Giảm lực cản nước.
Rồi, giá là 45k, mã 27. Tiếp theo mã số 28. 28 cũng là lưỡi dích hết. 1 2 3 4 5. 5 cái. Lưỡi bự nha mọi người. Đây. So với tàu Úc của mình. Đó. Bịch này lưỡi này sẽ nặng là 5.2g nha mọi người, nặng 5.2g. Giá công khai vẫn vậy nha mọi người, mã 28 45k. Tiếp theo mã 29. 29 lên cho người là lưỡi giúp hết. Và lưỡi này nó có cái gù trên đây nè, đó. Đây. Như nhà sản xuất để nè nó. Thì giá công khai một bịch này, giá là 45k luôn nha mọi người, mã 29 45k. Và lưỡi này nó sẽ nặng là bao nhiêu? Nặng là 5g nha mọi người, nặng là 5g. Đó, được 1 2 3 4 cục nhé. Mã 29 là 5g, 45k. Tiếp theo mã số 20, mã số 30. Thì 30 sẽ là lưỡi dích hết. Túi này thì được 3 cái nha mọi người. Cái này hình như là một tổ gia quang á. Đây. Xe lưỡi bự nhé. Rồi, giá công khai mã 30. Giá sẽ là 55k nha mọi người, 55k mã 30. Và mã này nó sẽ nặng là 3.5g nhé. Tiếp theo mã 31. Thì 31 lên cho người là một lưỡi dích hết. Này cũng không biết có hãng nào luôn. Lưỡi này nó sẽ nặng là 5g. Và cái con này nó sẽ dạ quang nhé, dạ quang buổi tối. Lưỡi là lưỡi quang. À, chắc này giống của Gamma rồi. Đây mọi người. Rồi, giá công khai mã số 31 giá 45k nha. Mã này được 2 cái. Tiếp theo mã số 32. 32 là một lưỡi dích hết. Mã này được 2 cái nha mọi người. Lưỡi còn khá là mới và bén. Đây xe lưỡi của nó đây. Đó. Rồi, giá công khai mã số 32, giá là 40k. Và cái này nó sẽ nặng là bao nhiêu gram ta? Này mới thấy ra 1/4. Nặng là 7g nha mọi người. Đó. Nặng 7g, mã số 32. Rồi, tiếp theo sẽ là mã 33. Mã 33 sẽ là 4 con, 1 2 3 4 4 cục nhé. Nặng sẽ là 7g. Cái này cho anh em cung gần đánh đánh mấy ao sâu nè, đó. Lưỡi dích hết luôn. Đó. Rồi, giá công khai đây vẫn vậy, giá vẫn là 45k mã 33. Tiếp theo mã 34. 34 thì sẽ được là hình như là chưa. Tháo rồi. 1 2 3 3 cái. Nặng là 7g. Giá cũng là 45k nha mọi người, mã 34 45k, nặng 7g. Tiếp theo mã 35. Thì 35 sẽ là nặng là 9g. Và cái này dạ quang buổi tối. Đó. Đây, xe lưỡi lên đây. Đó. Vẫn là lưỡi dích hết. Đó. Form của Nhật. Đó. Lấy từ Nhật về. Đây. Action của nó. Rồi, giá công khai một túi này giống này 45k. Cái này được 2 cái thôi nha mọi người. Mã 35. Tiếp theo mã 36. 36 vẫn là lượng dích hết. Lượng này được 1 2 3 4 4 cái. Và cái này nặng sẽ là 10g nhé. Nặng 10g. Cái đầu nó làm dẹp. Rồi, giá vẫn vậy người. Mã 36 giá 45k. Tiếp theo 37. 37 được 1 2 3 3 cái và nặng sẽ là 12g. Đó. Rồi, giá vẫn vậy. 45k mã 37. Tiếp theo mã số 38. 38 thì được con này, không biết con này bao nhiêu gram đây. CL 12 15 20. Cái này tí lấy ra căng nữa. Chờ mình tí mình căng con này xem. Đây mọi người, con này mình căng nó sẽ nặng là 17g nhé. Đây.
cái lửa bạch tiêu luôn, lửa này chắc cô nhập về BKK. Rất đẹp, con này chắc chưa ai sử dụng rồi. Rồi cái này 17g, giá công khai con này nó sẽ là 60k, mã số 38 60 ngàn. Để mình ghim cái này vào lại để bén lắm. Rồi xong, nặng 17g nhé. Cái này về cho anh em coi mà giả câu gần nè. Đó, tiếp theo qua đây, và đây là mã số 39. 39 là lưỡng dạ quang. 1 2 3, được 3 cái. Con này nặng là 3g. Đóng bao bì rất là xịn luôn. Rồi, giá công khai mã số 39, giá là 55k nhé. 39. Tiếp theo mã 40. 40 lên cho người là một set 4 con lân mồi, 4 con lử, lử dứt hết. Cái này của Merabat nha mọi người. Rất là xịn luôn. 1 2 3 4, 4 con. Thì cái này nó sẽ nặng là xem, nặng là 1.7g, 1.75g người, nặng 1.75g. Của Nhật luôn, form của Nhật hết. Rồi, giá công khai mã số 40, giá là 100k em người. Đây, có mọi đồ của hàng Merabat, đồ hàng lua này thì rất nổi tiếng rồi, có bàn. Đó. Giá 75k, giá 100k, mã 40. Tiếp theo mã 41. Thì mã 41 thì cái này nó để thêm nha mọi người. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái. Đó, 9 cái, một cái nặng là 3.5g. Lượng dứt hết. Cái này dạ quang buổi tối nhé. Rồi, giá công khai mã số 41, giá là 70k nha mọi người, 70k một túi này. Nhiều lắm. Tiếp theo mã 42. Mã 42 vẫn vậy, 70k nha mọi người, 70k một túi. Và lữ này nó để thêm một đống luôn. Đây, 1 2 3 4 4 con nè mọi người. Đó. Để mình xem cái này nó nặng bao nhiêu gram. Cái này chắc không chấm mấy gram thôi. Cái này dạ quang nhé. 4 con nè. Thêm đây 4 con nữa là 8 con. 8 con thêm đây 1 2 3 4 5 con nữa sẽ là 13 cái nha mọi người. 13 cái. Nó gồm là một bịch này luôn. Rồi, mình bán với giá là 70k là nha mọi người. Ở Nhật họ để sao để vậy. 70k mã 42. Đó, giá khá là hơn. Tiếp theo mã 43. 43 thì loại lưỡi dít hết này nó sẽ có cái thìa nha mọi người. Đó, cái thìa tạo vắc xin cho anh em. Đó, đây. Một túi này mình bán với giá là 45k nha mọi người. Cái này nó sẽ nặng là 0.9g. Và mã 43, giá là 50k một túi. Thì túi này về được 1 2 túi, 2 túi 0.9g. 1 túi 1.8g. Đó, mã 44, giá cũng là 50k, có thể. Đó. Cái này được có 2 lưỡi thôi nha mọi người, đúng theo nhà sản xuất luôn nè. Đó, có thể có thanh quấn cho mọi người luôn nè. Đó. Giá là 50k, mã 44. Tiếp theo mã 45. Thì 45 thì cái này nó có 1 2 3 3 cái nha mọi người, 3 cái. Đây, có thành cái hình này để nắm mồi lại cho mọi người nè, đó. Rồi, giá cũng vậy thôi, giá 50k mã 45. Đó. 1 2 3 4 4 cái nha, có thiệt. Tiếp theo mã 46. 46 sẽ là một cái hộp lử của hãng Gamakatsu. Thì hộp lử này nó sẽ có lử mồi mềm nha mọi người, lử là mồi mềm. Có cái này lử nhỏ nó lạc bầy nè. Như là nãy đếm mà quên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cái. 9 cái lử nha mọi người, 9 cái lử Gamakatsu, lử mồi mềm. Lử đen nhé.
Rồi giá công khai chính cái lưỡi này giá là 50k những người đó, 50k lưỡi găm cao su mà mềm đó. Mã số 46. Tiếp theo trên đây là toàn bộ là lưỡi mà mềm những người. Tiếp theo mã 47, 47 lên tiếp người vẫn là một cái lưỡi mà mềm nè đó. Đây xe xe lưỡi nhỏ nhé. À, bịch này nó sẽ có 9 lưỡi. À, bịch này của Gamakatsu luôn. Rồi, giá công khai mã số 47, giá là 45k nhé. Tiếp theo mã 45. 45 thì lưỡi này chuyên về cho anh em câu thề hay gì nè. Nó họ để cái thề ở đây nè. Lưỡi là hai carbon gì nè mọi người. Nó có carbon trong đây nha. Nói chung thì lý lô lề thì bán bằng giá. Rồi, mã số 48 giá là 50k, giá là 45k nha mọi người. 45k mà 48 lưỡi này thì nó để là sẽ được 10 cái đó. Tiếp theo mã 45, 45 lên cho mọi người lọc lưỡi màu mềm luôn đó. Lưỡi này vẫn được 10 cái và lưỡi này chưa thấy hiện tượng tháo ra. Đây xe lưỡi của nó đây đó. Rồi giá mã 49 giá là 45k nhé. Tiếp theo mã số 49 này, cái này 50 thì 50 vẫn là lưỡi môi mềm. Lưỡi này nó quảng cáo là cái nhịp bén nè mọi người, vuốt cái đầu bén nè cho anh em đóng cái vậy. Rồi cái này bịch này nó sẽ có là 9 cái cấp phơm của Nhật đó. Rồi giá vẫn vậy thôi nha mọi người, giá mã số 50 giá 45k. Tiếp theo 51 thì quẩn dây 45k. Bịch này sẽ đếm xem có mấy lượng, 1 2 3 4 5 6 7 cái nhá, 7 cái nhá mọi người đó. Giá mọi người 45k đó. Nữ mà mềm đây, có phơm lưỡng thế này, cái đùi nó có dành dẫn lên nè đó. Tiếp theo mã 52, 52 quẩn là lưỡng mồi mềm. Lưỡi này được 9 cái. Rồi giá công khai 52, giá là 45k nhé. Tiếp theo 53, 53 vẫn vậy, lưỡi môi mềm đó. Đây. Tem gì tùm lum trên nè, cái này chưa qua sử dụng luôn. Cái này được 9 cái. Rồi 43, 53 giá vẫn là 45k. Tiếp theo 54, 54 sẽ là lưỡi môi mềm. Lưỡi này của Gamakatsu, 1 2 3 4 5, đúng cái luôn mà, 5 cái theo nhà sản xuất luôn đó. Cái này hình như là xịn lắm luôn anh mọi người, lưỡi môi mềm của Gamakatsu. Rồi giá công khai vẫn vậy nha mọi người, giá vẫn là 45k mã 54. Tiếp theo mã 55, 55 vẫn là lưỡi môi mềm. Lưỡi này được 8 cái chưa đếm luôn. Để... chắc đủ mọi người, cái này chắc đủ 8 cái. Đây xe lưỡi của nó đây à. Rồi giá công khai mã 55 giá cũng là 45k. Tiếp theo mã 56 là lưỡi mồi mềm. Thì lưỡi này nó có ngạnh ngược để cho anh em giữ có mọi lợi nè. Lưỡi này thì túi này sẽ được 1 2 3 4 4 cái. Bốn cái để lấy phơm lưỡng rồi xem, phơm lưỡng này rất là hay. Đây nó sẽ có ngạnh ngược để giữ mồi lại cho anh em đó. Anh em thấy không đó, đây. Rồi giá công khai mã 56 giá 45k luôn nha mọi người, 45k mã 56. Tiếp theo mã 57, 57 là gồm hai túi nhá, hai túi này của Gamakatsu hết luôn đó. Lưỡng vẫn là lưỡng mồi mềm, lưỡng đây là phơm tròn nè đó. Này tại bịch này nó chỉ có 3 cái thôi, bịch này thì hình như là đủ 7 cái, không biết đủ nó 1 2 3 4 5 6 7 cái, bịch này thì còn 3 cái thôi đó. Thì gom lại chung một mã. Rồi mã 57 giá là 70k nha mọi người, 70k mã 57 đó. Tiếp theo mã 50
57 58 58 thì 123, cái này được 3 cái thôi nha mọi người, 3 cái lử. Lử này vẫn là của gam cao su và có ngành ngược hai bên luôn. Đó, cho anh em giữ mà mềm lại. Rồi, giá mã số 58 giá 30k. Tiếp theo mã số 59. Thì 59 vẫn là lử gam à, vẫn là lử mà mềm. Đó, lử này được 9 cái. Đây, phom lử đây. À, giá vẫn vậy mọi người, 59 45k. Tiếp theo mã 60. Mã 60 con lửng mà mềm. Form nó thế này. À, giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 45k mã số 60. Rồi, tiếp theo lên đây vẫn là lửng mà mềm, mà xe này xe bự mọi người. Tiếp theo mã 61. 61 là lửng mà mềm. Xe chà bá luôn. Sẽ bự. Bịch này sẽ có 7 cái. Đó, lượng của Gamakatsu. Giá bán vẫn vậy mọi người, giá 45k. Đó. Xe bự nhé, 45k. Mã số 61. Tiếp theo 62. 62 thì cái này được 4 cái. Đó. Xe chà bá lửa luôn. Cái này về cho anh em săn hàng rồi. Đó. Săn hàng câu gần giá cũng vậy rồi, mã 40, mã 62 giá 45k. Tiếp mã số 63. 63 thì được 9 cái, xe cũng là xe bự đây, để nó tới Úc rồi đây. Đó. Thì anh em cần thì báo mình để ô tập chụp cho người xem nhé. Giá cũng vậy rồi, mã 63 45k. Tiếp theo mã 66. 66 được 3 cái thôi. Lữ này thấy tương đối xịn, xịn lắm luôn á. Lữ đen và cầm lên nó rất là nặng tay. 1, 2, 3, 3 cái. Lữ màu mềm, săn hàng. Rồi, giá công khai vẫn vậy người, giá 45k, mã số 66. Tiếp theo mã 67. 67 thì được 9 cái. Đây, vẫn lữ màu mềm. Đó. Giá cũng vậy rồi, giá 45k. Mã 68. 68 thì sẽ là lử mồi mềm. Và lử này nó sẽ có ngạnh nha mọi người, ngạnh ngược cho mọi người, giữ mồi lại. Cái này sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái. Rồi, giá cũng vậy rồi, mã 68. Giá cũng là 45k. Tiếp theo mã 69. Mã 69 vẫn là lử mồi mềm. Đó. Lữ này thì vẫn có ngạnh ngược trong người, giữ con mồi lại nè. Đó. Giá cũng vậy rồi, giá cũng là 45k. Bịch này sẽ được 9 cái. Tiếp theo mã số 60. 60 vẫn là lữ mồi mềm. Bịch này sẽ được 1, 2, 3, 4 cái. Và lữ này nhìn cảm quan cá nhân thì nó nhìn rất là xịn luôn. Đây, lữ màu xám xám nè. Rồi, giá công khai 1, 2, 3, 4, 4 cái. Giá công khai mã số 60. Giá cũng là 45k nhé. Tiếp theo mã 61. Vẫn là lữ môi mềm. Được 1, 2, 3, 4 cái. Lữ này rất là bén. Siêu bén luôn. Mã 60 rồi. Mã 70. Bả 71 giá công khai 45k nhé. Tiếp theo mà 72. 72 vẫn là lưỡng môi mềm. Đó. Con box group. Giá công khai vẫn là vậy, giá 45k mà 42, 72. Tiếp theo 73. Mọi người, cây lưỡng môi mềm này. Đó, 73. Lưỡng này thì nó có cục chì ở đây. Đó. Bịch này sẽ có 1, 2, 3 cái. Đây, cho anh em hướng dẫn anh em cách móc nè. Rồi, giá công khai cái này, bịch này giá là 45k nha mọi người, 75 à, 73. 74 vẫn vậy. 74 thì nó sẽ có ngạnh ngược, được 1 cái, 2 cái. Hai cái này thì giá công khai là 30k nha mọi người, mã 74. Xe bự, săn hàng cho anh em nhé. Tiếp theo 75. Vẫn là xây lửa bự chia cho anh em săn hàng.
Yamakasu được một cái, hai cái, ba cái, bốn cái nha mọi người, được bốn cái. Rồi, giá 75, giá là 45k. Tiếp theo 76. 76 là lữ chất hot. 1 2 3 1 2 3 4 5. Được 9 cái gì ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái nha mọi người. Đúng theo nhà sản xuất luôn, để 8 cái. Đây, xe lữ của nó đây. Về cho anh em săn hàng nhé. Giá không dạng rồi, giá bà 45k mà 76. Tiếp theo 77, giá cái bịch này được 7 cái. Giá là 45k. Phơm bự nhé, phơm bự. Rồi, tiếp theo mã 76. 76 thì cái này nó có cái fan trên đây nha mọi người. Đó. Bịch này được cái một cái, hai cái. Quen đây cho anh em treo chì nó dễ tấm lửng nè. Đó. Hai cái mã 78 giá 30k em ơi, giảm giá. Mã 78 giá 30k. Tiếp theo 79. 79 thì được 9 cái. Xe lửng nó thế này. Đó, săn hàng. Nó để hình cá mú nè, đó. Rồi, giá công khai 79 45k. Tiếp theo mã 80. 80 thì được 1 2 3 4 5 6 cái nha mọi người. Giá quấn dạng mọi người 45k. 81 thì được 1 2 3 4 4 cái. Và lữ này nó sẽ có ngạnh ngược. Đây, ngạnh ngược hai bên để giữ mồi lại cho anh em. Đây, hình nó đây. Đó. Rồi, giá bán vậy người, giá là 45k mà 81. Tiếp theo 82. 82 là lữ mà mềm 1 2 3 9 cái nha mọi người. Đó. Giá bán vậy người, 45k. Tiếp theo 83. 83 thì bịch này hồi nãy mình đếm hình như là được 45 cái nha mọi người. 45 cái. Bịch này men Nhật anh gom là một cái một luôn. Đó. À, lữ này nó rất là hay, cái là nó có ngạnh ngược cho nên em giữ mồi mềm lại cho mồi có dễ bị tuột. Đó. Ở đây rồi, giá món vậy nha mọi người, giá mã số 83 giá 120k nha mọi người. 120k một bịch. Bịch này thì nó gom nhiều bịch lại, hình như gom 3-4 bịch lại được mười mấy cái, giá 120k. Tiếp theo qua đây, và đây là phụ kiện nhé. Tiếp theo mã số 84. 84 là lữ mồi mềm, mà lữ này nó có cái thanh này nè, thanh chì nè, đây, cái để cho anh em giữ mồi đây nè. Đó. Đây nó hướng dẫn cột đây. Đó. Đó. Đây, cái này được hai cái lữ nha mọi người, được hai cái. Đó. Rồi, giá công khai mã số 84 giá 50k nha, 50k mà 84. Tiếp theo mã 85, 85 là mấy cái lò xo cho anh em quấn vô mồi mềm nè. Đó. Đây, đó. Cho anh em sẵn vô. Rồi, mã số sẵn vô, sẵn vô lữ nè. Mã số 85 45k. Tiếp theo mã số 86. 86 là mấy cái đầu đạn nè, chiên cho anh em chợ ném nè. Đó. Thì bịch này nó sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái. Đó. Và bịch này sẽ nặng là 5 gram nha mọi người. Một cục này sẽ nặng là 5 gram. Đó. Nó có mấy hạt chặn cho anh em trên đây luôn. Rồi, bịch này giá công khai. Giá mã số 86, giá 100k nhé. Tiếp theo mã 87. 87 là gồm 3 cái...
đầu đạn chợ ném. Thì một cục này nó sẽ nặng là 4.4 gram. Rồi mã số 84 giá là 45k, 87 giá là 45k. Tiếp theo mã số 88 thì như đầu clip nè, đó chợ ném màu vàng đó. Cục này nó sẽ nặng là một, nặng là 3.5 gram với 1.8 gram. 1.8 gram là cục nhỏ, 3.5 gram là cục bự này nha mọi người. Đó. Rồi giá mã số 88 giá 45k. Tiếp theo mã số 89 cũng là cục chợ ném, 1 2 3 4 5 6 7 8 cái. Thì một cục này nó sẽ nặng là 1.7 gram, giá cũng vậy nha mọi người, giá cũng là 45k, mã số 89. Tiếp theo mã số 90 thì vẫn là một cục chợ ném, nhưng mà cục này nó sẽ nặng hơn, cái này được 10.5 gram nha mọi người, 1 2 3 4 5 6 cái. 10.5 gram một cục. Rồi giá công khai mã số 90 giá cũng vậy người, 45k đó, tầm max. Tiếp theo mã số 91 thì vẫn vậy, mấy cục cho ném nè, cục này thì được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cục. Cục này thì nó sẽ nặng là bao nhiêu gram ta, cái này nó cũng không để luôn, cái này thì cũng chưa tháo ra nên cũng không biết, tháo ra xem để mình căng cái này xem ha. Đây cục chợ ném của nó đây đó. Cục này nó sẽ nặng là 5 gram nha, đây nặng 5 gram, được có 1 2 3 4 5 6 7 8 cục nhé. Rồi giá công khai vẫn vậy người, 45k, mã số 891. Tiếp theo mã 92 gồm hai cục thôi, nhưng mà hai cục này nó đẹp đó. Cái này nó sẽ nặng là 5.3 gram. Rồi giá công khai cũng vậy người, mã 92 45k. Tiếp theo bên đây, tiếp theo là 93 gồm 1 2 3 cục đó. Nặng sẽ là 7.47 gram, nặng là 7 gram. Đây, khá đẹp, hàng Mercedes-Benz. Rồi giá cũng vậy thôi, giá là 45k người, mã 39 93 45k. Tiếp theo mã số 94 là của hàng Seiko mọi người đó. Seiko mã nặng là 5 gram, được 1 2 3 4 cục. Rồi giá cũng vậy thôi, giá 45k đó, mã 49 mã 94 chứ. Tiếp theo mã 95 là mấy cái trâu cho anh em treo mấy con mồi gì, treo thế này ở đây đó, cho nó lủng lẳng tạo ốc sình nè đó. Mình cũng không biết gì, hôm nay mình cũng không chuyên về cái này. Rồi, bán với giá đồng giá thôi, mã số 50 mã số 95 giá là 45k. Một cục này nó sẽ nặng là 1.8 gram nha mọi người, nặng 1.8 gram, được 9 cục. Tiếp theo mã số 96 là của hàng Daiso nè đó, được 8 cục. Đây nên chèo thế này đó, một cục này sẽ nặng là 2.2 gram, cho anh em treo mồi mềm câu nè đó. Để, thế này hướng dẫn của nó. Rồi giá công khai mã số 96 giá 45k. Tiếp theo mã số 97 vẫn vậy, 45k, và cục này nó sẽ nặng là 1.8 gram, của Daiso luôn, được 9 cục. Đây của Daiso 1.8 gram, cái cục này vẫn là 2.2 gram, 2.2 gram và 1.9 gram, giá vẫn vậy người, mã số 98 giá là 45k luôn đó. Tiếp theo qua đây, ở đây phụ kiện lâm chân luôn đó. Tiếp theo mã số 99 vẫn là cục cho anh em treo nè đó, được 1 2 3 4 5 6 cục, nặng 1.8 gram, của hàng Seiko đó. Nó cũng giống như cái kia thôi, mà cái này là cục dài
Đó, chi dài giá vẫn vậy người, giá vẫn là 45k. Tiếp theo cái này đây, nó treo lửng màu mềm thế này, mã số 99 này, mã 100 100 vẫn là cục chì nè, cho nên treo màu mềm, nặng là 9g. Đây hình nó treo đây nọ. Rồi giá cũng vậy người, giá là 45k, mã số 100 101 vẫn là 45k, được 3 cục, cái này được 7g nhé, em nặng 7g, 1 2 3 3 cục treo màu mềm. Rồi giá là 7, giá là 45k, mã 101 102 được 4 cục, cái này nặng là 5g đó, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 được 4 cục thôi nha mọi người, cho màu mềm. Rồi 45k. Tiếp theo mã số 103, 103 là mấy cái thanh này mình cũng bỏ tay, thanh này nó để là 1/3/2 OZ, nó là hình như là nặng chỉ có đánh chia nặng là 0.8g nha mọi người, nặng 0.87g. Đó, được 13 cái. Mấy cái này thì mình cũng không biết làm gì luôn. Đó. Rồi, giá công khai một túi này 103, giá là 45k, hình như là cái này nó ghim luôn trong màu mềm á. Tiếp theo mã số 104. Đây 104 đây, mấy cái ghim con màu mềm như thế này. Hơi cột dây vô gì đó. Đó. Rồi, mã số 104, giá là 45k, hai túi này nha. Tại túi này nó chỉ có 1 2 3 4 5 5 cái thôi. Túi này nó chỉ có, túi này thì có 4 5 cái gì đó mình chả biết. Đó. Rồi 104 45k. Tiếp theo lên đây. Lên đây là 105, 105 là chì bấm. Giá là 30k. 106 nó cũng là chì bẩm luôn, một túi này luôn đó. 40 cục, giá là 30k. 107 vẫn là chì bấm, giá là 30k. 108 vẫn là chì bấm, giá là 30k. 109 vẫn vậy, nó là chì bấm, giá là 30k. 110 là cái đóng này mình cũng không biết giá bán sao luôn. Đó, 110. Đó. Thì một túi này là 10.000 đi. 1 2 3 4 5 6, 60.000, 110, 60k. Cái này như là cột vô màu mềm tạo lông hay gì nè. Đó. Tiếp theo là mã 111, 111 là cái vòng tròn này nè mọi người. Đó. Đây, để cột vô con mồi nè. Đó. Nhật họ hướng dẫn thế này thôi chứ mình chả biết cái này cái gì đâu, không câu qua luôn. Rồi giá 45k đó, 111. Tiếp theo là 112, 112 là một set chì này đó. Có cái là 45g và 3.37.5g chì Nhật nha mọi người. Chì Nhật thì nó sẽ làm thế này đó, cho anh em kéo lên nó giảm sức cản của nước nè. Đó, chị này nó bán bên Nhật, nó bán là 693 yên, nó ra tầm khoảng trăm mấy chục ngàn một bịch này. Việt Nam bán đồng giá 45k đó, 112 nha mọi người, 45k. Rồi đó là những mã mình lên cho mọi người hôm nay. Có thể là clip này nó hơi nhiều nên mọi người có thể chụp hình lên màn hình báo mình, báo cận cảnh mọi xe lửa của người xem nha. Rồi cảm ơn mọi người.